Đúng, ba nữ nhưng bảy nam. Cái gì? Anh tò mò hay ghen? Tò mò mấy nam kể chứ. Ba ơi, ba gửi tiền cho con đi. Tháng trước ba cũng không có gửi tiền cho con gì hết trơn á, con hết tiền rồi nè. Thì mợ không năn nỉ ba gửi tiền cho con đi. Nhớ nha, ba nhớ gửi nha. I love you. Bye bye ba. Của em nè. Cảm ơn anh. Trời ơi, hết tiền rồi mà còn ra lệnh như người ta nữa chứ. Có đâu, tại vì không có việc làm, không có tiền, nhưng mà em cũng cần phải sống chứ, cho nên mới xin ba thôi. Ngày mai em làm gì? Ngày mai chắc anh được nghỉ á. Được nghỉ mà cũng chắc hay không chắc nữa hả? Không phải, tại anh sợ người ta đổi ca trực thôi. Hay là mai mình đi xem phim ha? Không được, ngày mai là sinh nhật của bạn em. Nguyên đám tụi em kéo nhau đi Vũng Tàu chơi rồi. Anh đi chung đi. Thôi, mất công phiền Hà rồi. Thôi, em chơi vui vẻ nha. Thôi, có gì đâu, anh đi chung được mà. Thôi, bất tiện lắm. Lần này ba nam ba nữ nữa chứ gì. Dạ, thưa Dượng hai, lần này chỉ toàn là nữ không à. Ba nam ba nữ, anh hay ghen lung tung lắm. Ghen đâu mà ghen? Nó tò mò chứ ghen cái gì. Ừ, chắc là tò mò. Mà nè, lần này có đúng ba nữ không á? Đúng, ba nữ nhưng bảy nam. Cái gì? Anh tò mò hay ghen? Tò mò mấy nam kể chứ. À, ngày mai á làm đám cưới thằng Phước á. Thằng Phước nhắm mình đó hả? Ừ. Ủa, sao đám cưới nhanh quá vậy? Trời ơi, vậy mới nói. Anh nhưng mà sao không thấy nó mời thiệp em ta? À, nó nghĩ là em sẽ đi cùng với anh nên là không gửi thiệp. Em, thôi tranh thủ đi đi. Lâu rồi anh em mình đi chung với nhau á. À, cũng được. Ừ. Sau đám cưới á là tụi anh rủ nhau đi Côn Đảo 2 ngày 1 đêm. Em đi chung luôn đi. Có em mà chắc là vui hơn nữa. Có thằng Tiến rồi đó. Ủa vậy hả? Hả? Đi Côn Đảo hả? Ừ? Em cũng thích đi lắm á. Ừ, sao? Chắc không được quá à. Sao vậy? Được chứ. Em cứ đi đi. Được không? Được. Anh cho em đi hả? Cho chứ. Vậy đi đi nha, em đi. Ủa, ừ. Anh rảnh không? Đi chung với tụi em luôn. Không, chứ anh bận lắm. Chứ lại đây bạn bè đi chơi chung với nhau. Thì em cứ đi đi, coi như là mình đổi gió luôn. Vậy được, quyết định vậy nha anh. À, nhớ nha. Ồ, vậy là em đi với anh là vui lắm á. Mấy đứa chắc biết là cười bể bụng đó nha. Để Mi nghe điện thoại cái nha. Alo, Mi nghe. Mày sĩ. Tôi thấy ông cũng gàng thiệt á. Sao gàng? Dám cho bạn gái của mình á đi chung nguyên đám trai 2 ngày 1 đêm. Tôi thấy ông cũng gàng. Bình thường mà, có sao đâu. Ừ, vậy hả? Ừ. Không có tiếc nha. Tôi vẫn dần ý định cua Mi đó. Ừ, cái làm thế ý của ông. Dù hoa đã có bình rồi á, tôi vẫn đập vỡ bình để lấy hoa đó. Cố lên. Ừ. Ồ, bỏ em đi được thiệt hả? Nếu anh không thích thì em... Em đi đi, rồi giờ xét anh làm gì? Em đâu có giờ hỏi gì anh đâu, em chỉ sợ anh giận thôi. Nên sợ anh ghen cái gì? Không có. Thôi, đi chơi vậy đi, 100% là không ghen. 100% là anh không ghen luôn á hả? À, chơi thoải mái đi rồi về. Ừ, em biết rồi. À mà nè, tối ngủ đâu vậy? Thì anh thiệt có nói với em... Khách sạn. Ngủ khách sạn. Tên là... Gia đình là số 1. Cái gì? Khách sạn gia đình là số 1 hả? Nghe ở tình phim quá vậy? À, thôi được rồi. Cứ đi chơi vui vẻ, thoải mái đi rồi về nha. Ừ, vậy nha. Bye bye anh. Cái thằng tiến sĩ đáng ghét này. Dám gì 100% là không ghen. Lần này đi luôn cho mà biết. Ghét thiệt chứ. Khách sạn gia đình số 1 hả? Nghe lại biết sao sao rồi. Gì mà ồn dữ vậy? Lại quên điện thoại nữa trời. Anh Sĩ hả? Em Mai nè. Con Mi nó để quên điện thoại ở nhà, anh gọi nói gì không vậy? Mai hả? À, chuyện mấy cho Mi giùm anh cái.
My nó đi Côn Đảo rồi nó không nói anh biết hả? Anh biết rồi. Nhưng không lẽ My không nghe điện thoại được một chút sao? Là sao anh? Anh biết hết rồi. Anh biết cái gì? Thì nói em nói với My là anh đang đứng trước nhà nè, kêu My ra lẹ đi. Nhưng mà My nó đi Côn Đảo rồi. Em nhắn với My là anh đang có một cặp vé mà xem phim My rất là thích. Nếu không ra là trễ dở nha. Trời đất ơi, hồi nãy giờ em nói anh không nghe hả? My nó đi Côn Đảo rồi. Anh biết rồi. Anh còn biết là My đang ở khách sạn gia đình số 1 ở Côn Đảo. Nhờ em nhắn với My là được rồi, anh ghen rồi. Kêu My dừng lại đi. Ra đây liền đi, anh cúp máy nha. Trời đất ơi, ông này bị xỉn hả trời? Khó hiểu thiệt á. Còn cái con nhỏ nữa đi không cầm theo điện thoại. Xin gạt anh hả? Vậy làm ơn cho tôi hỏi, ở Côn Đảo có khách sạn nào mang tên là gia đình là số 1 không ạ? À, khách sạn gia đình số 1 ở Côn Đảo đúng không anh? Đúng rồi. Dạ có, em sẽ gửi cho anh số điện thoại khách sạn đó để anh liên lạc nha. Khách sạn gia đình là số 1 xin nghe ạ. Làm ơn cho tôi hỏi, hôm nay á, có nhóm người nào cỡ độ tuổi 20 tới 25 tới nghỉ ở khách sạn không ạ? Dạ có ạ, nhưng mà có việc gì không anh ạ? Có phải nhóm người đó theo đi ăn đám cưới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì bên em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi mới cưới á, nên họ đặt chỗ ở đây. Vậy làm ơn nối máy cho tôi với cho cô Diễm My, khách trong đoàn được không ạ? Ồ, xin lỗi anh, họ đã xuống biển chơi hết rồi, không ai ở đây nữa. Ra biển. Làm ơn cho tôi hỏi, trong đó, trong nhóm đó có bao nhiêu người ạ? À? Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ạ? À? Hình như là 3 nam và 3 nữ. Nhưng mà có chuyện gì không anh? 3 nam, 3 nữ hả? Alo? Alo? Dám cho bạn gái của mình đi chung nguyên đám trai 2 ngày 1 đêm. Tôi thấy họ cũng gan. Bình thường mà, có sao đâu. Vậy hả? Không có tiếc nha. Tôi vẫn dẫn ý định cua My đó. Cứ làm theo ý của ông. Dù hoa đã có bình rồi, tôi vẫn đập vỡ bình và lấy hoa đó. Cái thằng khốn này. Vé nghe à. Còn vé đi Côn Đảo không? Dạ anh xin lỗi, ngày hôm nay hết vé rồi ạ. À. Tôi không cần biết, bây giờ tìm ra một cái tàu, cái thuyền, cái thúng hay cái ghe gì đó ra Côn Đảo ngay. Anh ơi, từ đây đến đó rất là xa, nhưng mà thời gian đến đó nó rất là khoảng mất 4 tiếng đồng hồ, bọn em không thể điều một cái tàu để chở mình anh ra đấy ạ. À. Anh thông cảm giùm em nhé. Là ngày mai anh đi giùm em được không ạ? À? Tôi nói ngày mai không được, tôi cần đi ngay bây giờ. Dạ em phải thật xin lỗi anh ạ. À. Chứ bọn em không thể, một ngày chỉ có một cái tàu đi và một tàu về, cho nên là không thể vô điều thêm một tàu giùm anh được anh nhé. Tôi đã nói rồi, tôi cần đi ngay bây giờ, có nghe rõ không? Dạ em xin lỗi ạ. Nếu mà qua đảo dễ dàng như vậy thì một ngày thì các cặp đôi đã qua đó hết rồi anh ạ. Em xin lỗi anh nhá. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không cần biết, tôi không cần biết chuyện gì hết. Tôi cần vé ngay đi bây giờ, tôi cần vé ra đảo ngay bây giờ. Đảo quá, lâu lắm mới vui với mọi người ha. Đúng rồi đó, là lâu mới vui vậy á. Hải đăng nữa.